Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc của bên em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 16 tháng 7 năm 2019, thì bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến một số loại mặt hàng lan rừng mới để giao lưu với cô chú anh chị và các bạn đấy ạ. Em xin được quay tổng quát qua. Hôm nay thì bên nhà em sẽ có những cái phần giá hương đuôi cáo lá xếp rất là xinh với giá rẻ của chú anh chị sưu tầm. Thêm những cái phần phi điệp tím rừng Cao Bằng, có những cây sẽ là hàng thân nù, lá mít, lá nhựa rất là đẹp luôn ạ. Và ngoài ra thì thêm những cái hàng thuần đẹp này, thêm những cái hàng thuần đẹp và những cái mặt hàng kg đẹp đáng sưu tầm của chú anh chị nhé. Và bên cơ sở lan rừng nhà em thì có ship hàng toàn quốc ạ. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng và báo giá tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên em đang có nhé. Đầu tiên thì em sẽ điểm qua những cái mặt hàng kg trước ạ. Những cái mặt hàng cây giống hàng kg trước ạ. Đầu tiên đó chính là kiều vuông cánh trắng, cô chú anh chị cùng xem ạ. Hàng hôm nay về thì lô rất là đẹp luôn. Đó, lô rất là đẹp luôn, cô chú anh chị xem này. Kiều vuông cánh trắng hôm nay em bán với giá 230.000 cho 1kg của chú anh chị nhé. Hàng này thì bình thường trước vẫn bán với giá là 250.000 đấy ạ. Thì nói chung là hàng này thì người chơi lan người ta rất là thích, bởi vì có thể kích hoa để nở đúng vào dịp Tết luôn. Và sắc hoa thì rất là đẹp, 230.000 cho 1kg nhé. Còn đây là hoàng lạp ạ. Hoàng lạp dòng lan rất là dễ thuần, dễ trồng luôn. Với giá là có 130.000 cho 1kg thôi cô chú anh chị nhé. Hàng tươi roi rói luôn, rất là nhiều thân hoa, thân lá như thế này, để cô chú anh chị về có thể sang xuân được ngắm hoa đây ạ. Đó. Hiện tại những cái mầm tơ mới thì đang lên này, cô chú anh chị lấy thời điểm bây giờ thì là cái thời điểm ghép rất là tuyệt vời nhá. 130.000 cho 1kg thôi ạ. Dòng lan hoa có hoa bụa bông chùm vàng rất là đẹp nhá. Rồi bên này là hoàng long vĩ hay còn gọi là hoàng thảo môi tua ạ. Hoàng thảo môi tua, cái dòng lan này thì hiện tại em thấy là nó một số cây thì đang nở hoa, một số cây thì hoa tàn rồi và một số cây thì đang nụ cô chú chị nhé. Và dòng lan này thì có bông hoa cánh sáp nhựa màu vàng và cái môi tua rất là xinh luôn. Nên là ngoài cái tên là hoàng long vĩ thì nó còn có tên gọi là hoàng thảo môi tua, bởi vì nó có khi mà ra hoa thì nó có cánh tua này. Đây cô chú anh chị xem này. Hiện tại một số cây thì đang nụ như vậy nhá. Với giá là 140.000 cho 1kg cô chú anh chị nhá. 140.000 cho 1kg hoàng thảo môi tua ạ. Hàng đang nụ đang hoa. Và bên này là lô hoàng phi hạc này. Quá là đẹp luôn như vậy nhá. Bao đẹp cho cô chú anh chị và dưới giá rẻ, đó là 150.000 cho 1kg thôi ạ. Bao rẻ cho cô chú anh chị này. Bao rẻ và bao đẹp luôn nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Dòng lan này thì hoa rất là bền luôn, bông hoa to. Nói chung là rất là đáng chơi, dòng lan dễ thuần, dễ trồng, hoa lại rất là đẹp. Và ở đây thì hôm nay em có 2 cái lô vẩy rồng này nhá, 2 lô vẩy rồng ạ. Lô thứ nhất này, mỗi một lô em bán với giá là 180.000. Đây cô chú anh chị xem này, một lô này được rất là nhiều luôn. Thoải mái để cô chú anh chị có thể ghép một cái giò rất là khủng nhá. Và hàng này thì rất là đẹp, xanh mướt như thế này. Đây bên này là lô thứ hai này. Nói chung là lô nào thì cũng đẹp, đều đẹp như nhau cả cô chú anh chị nhá. Mỗi một lô em bán với giá là 180.000, 180.000 cho một cái lô vẩy rồng rất là tươi, rất là đẹp như thế này. Và cái lô đuôi chồn này, lô đuôi chồn này thì thôi em đây, tình trạng cây ạ. Có những cây còn rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Nhưng mà toàn bộ cái lô này em còn một ít như thế này thôi. Gọi là em bán để giao lưu với cô chú anh chị. Giá là 50.000 thôi cô chú anh chị nhá. 50.000 thôi ạ. Toàn bộ cái lô này có 50.000 nhá. Và ở đây em có hai cái lô đai châu. Hai lô đai châu có những cây còn lành lặn đấy ạ. Đây là hàng đai châu giống hàng nhỏ nhá. Có những cây thì còn lành lặn, tuy nhiên thì những cây hỏng hỏng hoặc là gãy mất lá cũng có này. Mỗi một lô đai châu như vậy em bán lô này nhá. Lô đây là lô thứ nhất. Rất là nhiều cây luôn ạ. Đây. Cũng có còn một số cây, khá là nhiều cây còn lành này, còn ngọn này như thế này cô chú anh chị nhá. Lô này em bán với giá là 150.000 nhá. Lô này 150.000 ạ. Lô đai châu thứ nhất là 150.000. Lô thứ hai. Đây lô thứ hai thì em có cây thứ nhất này. Cây này thì lá rất là dài luôn. Dạ, nói chung là còn ngọn hết. Lá dài và không có lỗi lá nhá. Cây thứ hai này. Đấy. Em có hai cây như vậy mà cây này thì gãy mất ngọn rồi. Đấy. Cái lô này
Lô này thì có hai cái ngọn đai châu và một cái ngọn gãy ngọn này. Em bán giao lưu cùng cô chú anh chị cũng với giá là 150.000 nhá, 150.000 ạ. Cây này thì không có lỗi liếc gì cả nhá. Cây này thì cũng có mất một cái lá ở bên cạnh này thôi này, cây cũng rất là to. Đấy, hai cây này 150.000. Và ở đây em có cái lô Cattleya cô chú anh chị nhá, Cattleya. Thì dòng này thì mặt hoa xổ số, thời điểm hiện tại thì em thấy là đang xổ ba mấy mặt hoa khác nhau. Đây cái mặt hoa này sẽ có cánh trắng và cái chắc là cái họng tím của chú anh chị nhá, chắc là mặt hoa cũng khá xinh. Và có cây sổ hoa mặt hoa đỏ rất là đẹp luôn. Có cây thì màu vàng rất là xinh như thế này. Đó. Nói chung là cái màu sắc nào cũng đều có cái vẻ đẹp riêng của nó nhá. Thì hàng này thì mặt hoa xổ số thôi, em không có chọn được màu đâu ạ. Và mỗi một chậu cát như vậy thì em sẽ bán với giá là 220.000 cho một chậu cát cô chú anh chị nhá. 220.000 cho một chậu cát ạ. Và một chậu cũng rất là nhiều giả hành. Đấy. Dòng cát này thì hoa thì to thôi rồi đây. Cây bông hoa này chắc phải to hơn cả 10 cm và có hai bông rất là đẹp như thế này này. Đấy, thực sự là rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Ngồi thưởng thức uống chè và thưởng thức ngắm hoa thì không có gì tuyệt vời hơn như thế. Em bán mỗi một cốc xin nhắc lại giá là 250.000 cho một cốc Cattleya này nhá. Có cây thì đang nụ và có cây thì đang hoa rồi. Đó. Còn đây là lô giả hạc Pháp, một cái dòng lan sẽ nở vào dịp Tết cô chú anh chị nhá. Mỗi một cốc như vậy em bán với giá là 150.000 và những cái cốc như thế này thì khi mà những cái thân giả hạc Pháp ạ, khi mà người ta trồng chậu thuần lên rồi á, mỗi một thân không rơi dưới 100.000 đâu cô chú anh chị ạ. Đấy, là cô chú anh dòng lan này thì rất là dễ trồng, dễ chăm, dễ thuần và phát triển rất là khỏe luôn. Cô chú anh chị lấy những cái chậu này về tự mình chăm sóc thì sẽ rẻ hơn rất là nhiều khi mà so với khi mà mình mua những cái chậu giả hạc Pháp mà đã là trưởng thành ạ. Dòng lan hoa rất là đẹp luôn, em bán 150.000 cho một cái cốc giả hạc Pháp nhiều thân như vậy cô chú anh chị nhá. Và đây ạ, cô chú anh chị cùng xem, đây là cái mặt bông của giả hạc Pháp này. Vừa rồi trong vườn nhà em có vài giò giả hạc Pháp, thực sự khi mà nó ra hoa, hoa rất là sai luôn và nổi cả một cái góc vườn lên luôn cô chú anh chị ạ. Đây ạ, đây là cái lô giả hạc Pháp của em cô chú anh chị nhá. Rất là đẹp luôn, 150.000 cho một cốc giả hạc Pháp để cô chú anh chị sưu tầm ạ. Ở đây em còn có vài chậu trầm thiên long cô chú anh chị nhé. Và đây là cái mặt bông của trầm thiên long ạ. Đấy, cô chú anh chị xem quá là đáng sưu tầm luôn. Hiện tại em chỉ còn có mấy chậu để giao lưu cùng cô chú anh chị thôi nhé. Chậu số 1 này, chậu số 1 này hai thân. Một thân thì dài trên 30 cm nhé. Khoảng 30 cm cô chú anh chị nhé. Và một thân thì ngắn hơn, rất là mập khỏe luôn. To bằng cả ngón tay của em luôn cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp luôn ạ. Cái chậu số 1 này em bán với giá 250.000. 250.000 cho chậu số 1 cô chú anh chị nhé. Chậu số 2 này thì rất là nhiều thân luôn. Đây một thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân này. Rất là đẹp luôn. Chậu số 2 này thì em bán với giá là 280.000 ạ. Và chậu số 3, đây là chậu số 3 này. Chậu số 3 này thì ở đây còn có một thân này. Thân này thì dài trên 20 rồi. Có 3 thân nhưng mà trong đó có một thân thì hỏng mất ngọn nhé. Cái chậu này em bán với giá là 200.000 ạ. 200.000. Đó, còn có 3 chậu trầm rồng đỏ duy, trầm thiên long duy nhất thôi. Và bên này là dòng lan trầm rồng đỏ. Trầm rồng đỏ là cái dòng lan đã rất là nổi tiếng, đẹp từ trước đến nay rồi, nở đúng vào dịp Tết luôn cô chú anh chị ạ. Quá là đẹp luôn. Nhé, chậu trầm rồng đỏ rất là đẹp như vậy nhá. Chiều cao của nó là từ 25 đến 40 cm nha cô chú anh chị nhá. Và trong một chậu thì nó sẽ có cây ngắn và cây dài, thân thì nù bằng cả ngón tay cái của em luôn cô chú anh chị ạ. Thời điểm hiện tại chưa thắt ngọn mà đã rất là to như thế này rồi, lá xếp tam tắp luôn cô chú anh chị nhìn này. Ngắm thân không đã thích rồi. Và mỗi một thân trầm rồng đỏ như vậy em bán với giá là 190.000 cô chú anh chị nhá. Và những thân này thì đến Tết khi mà có nụ chắc chắn không rơi dưới 300.000 đâu cô chú anh chị ạ, khi mà nó đang nụ ạ. Cô chú anh chị lấy cái giá này thì gần như là rẻ bằng một nửa thôi, một nửa luôn. Nói chung là cái này thì cô chú anh chị ngắm lá thôi đã đẹp rồi, nhưng mà khi mà ngắm ha hoa thì thực sự lại cảm thấy nó lại càng tuyệt vời hơn, thực sự là rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. 180.000 cho một 190.000 cho một thân cô chú anh chị nhá. Và mỗi một chậu thì có từ hai thân. Đây chậu này hai thân này, chậu bên này cũng hai thân này. Đó, chậu này thì ba thân này. Đấy, rất là đẹp luôn, lá xếp tăm tắp luôn, thẳng tắp luôn như này. Đó, thân lá đẹp rồi mà hoa thì lại càng tuyệt vời hơn cô chú anh chị nhá. Chậu này thì 5 thân này. Đấy, đến mùa hoa thì thôi rồi, chậu 5 thân này này. Đấy, quá là đẹp luôn như vậy nhá. Em bán với theo thân là 190.000 cho một thân. Và đây là dòng lan 5 cánh trắng họng hồng. 5 cánh trắng họng hồng, một cái dòng lan mà rất là hot trên thị trường hiện nay. Cánh trắng muốt,
trên cái nền họng màu 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 hồng, rất là đẹp luôn. Và năm cánh trắng họng hồng này thì em bán theo thân cô chú anh chị nhé, một thân với giá là 300.000 cho một thân, và một chậu thì rơi từ 3 thân trở lên, kích thước của nó từ 40 đến 60 sen cô chú anh chị nhé, 40 đến 60 sen rất là đẹp luôn ạ. Và bên này là dòng lan trầm trắng, mỗi dòng lan rất là giá trị luôn, và trên hiện thị trường hiện nay thì người ta bán mỗi thân là trên 200.000, mà em bán mỗi một chậu này có từ 3 thân trở lên với giá chỉ 250.000 thôi cô chú anh chị nhé. Số lượng hàng hiện tại thì cũng không có nhiều đây ạ, cô chú anh chị xem phen xanh mướt luôn, bao là hàng chuẩn bởi vì là hàng ươm kim nên là chắc chắn là chuẩn chuẩn màu luôn, và bao là bao rẻ, không có nơi nào có thể rẻ hơn cái giá này cô chú anh chị nhé. Hàng rất là giá trị luôn, có 250.000 cho một chậu trầm trầm trắng thôi, và cái thân trong một chậu cũng sẽ có ngắn dài khác nhau nhé. Đấy, và lên năm nay chắc chắn cô chú anh chị sẽ được ngắm hoa xuân ạ. Và bên này em xin giới thiệu nhanh những cái phần phi điệp tím của vùng Cao Bằng và dáng hương đuôi cáo lá xếp cô chú anh chị nhé. Và đây là lô phi điệp tím của vùng Cao Bằng. Phi điệp tím thì hiện tại hàng bắc rừng thì ngày một khan hiếm dần, thực sự là như vậy nên là giá thì được bị đẩy lên rất là cao luôn cô chú anh chị ạ. Phi điệp tím của vùng Cao Bằng này em đã chia ra theo từng hình cô chú anh chị nhé, với giá rẻ, với giá vừa vừa phải phải, để cô chú anh chị ai yêu thích cái dòng lan cao cấp này thì đều có thể sưu tầm và bắt sổ số những cái mặt hoa có thể đẹp, mặt hoa đẹp mà những nơi khác người ta, những cái nhà vườn, những người chơi khác có thể là không có chẳng hạn. Đây em bắt đầu từ hình số 1 trở đi ạ. Hình số 1 với rễ phi điệp tím là kèm theo rất là nhiều thân già khỏe đẹp như thế này. Em bán với giá là 480.000 cô chú anh chị nhé, kèm theo rất là nhiều thân già. Và những thân già này thì cô chú anh chị biết lợi ích của nó rồi, còn rất là nhiều mắt ngủ để cô chú anh chị thoải mái mà ươm kia nhân giống nhé. Đấy. Cái hình số 1 này thì về em bán với giá 480.000. Hình số 2 cũng là một cái hình bản lá rất là to, gần như thuộc dòng lá mít luôn, lá mít lá nhựa luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, rất là đẹp luôn này, chú anh chị nhìn chất lá rất là to dày đẹp nhá. Một cái rễ thân nù rất là đẹp, hình số 2 em bán với giá là 600.000 ạ. Tiếp theo là hình số 3. Hình số 3 này một rễ khá là dài. Cái kích thước của cái thân này nó cũng rơi vào khoảng tầm 40 cm, trên 40 cm cô chú anh chị nhá. Và thân già thì lại càng dài hơn này. Tại vì hiện tại nó chưa phát triển hết tầm mà. Hình này em bán cũng với giá là 600.000 cô chú anh chị nhá. Tiếp theo là hình số 4. Hình số 4 đây ạ. Một cái rề lá xếp luôn cô chú anh chị nhá. Một cái rề lá xếp ạ. Mà thân nù khỏe rất là đẹp như này. Mướt rất là mướt luôn. Hình này em bán với giá là 450.000 nhá. Là hình số 4. Hình số 5. Đây hình số 5 này cũng là một cái thân rề thân rất là mướt đẹp như thế này. Em cũng bán với giá là 450.000, và rề này thì cô chú anh chị còn lợi là có một cái kia trên thân nữa nhá. Ngoài ra thì còn rất là nhiều mắt ngủ cô chú anh chị thoải mái về kích kia này. Tiếp theo là hình số 6. Hình số 6 là một cái rề xinh như thế này và đang có một cái ki 52 ở trên này. Và trên cái thân già còn rất là nhiều mắt ngủ. Hình này em bán với giá là 330.000 nhá. Tiếp theo là hình số 7. Hình số 7 là một cái hình thân hiện tại thân tơ của nó dài khoảng tầm 50 cm rồi ạ, và có tất cả là hai ki ở trên nhá. Đây. Hai ki ở trên ạ. Đấy là người trên rừng thì cái điều kiện nó không được thuận lợi. Có thể độ ẩm nó không có nhiều nên là cái ki nó không có nhiều, nhưng mà về cô chú anh chị những cái mắt đốt nào còn cô chú anh chị có thể kích để ươm ki thì rất là lợi luôn này. Cái dây này em bán với giá là 660.000 nhá, là hình số 7 ạ. Hình tiếp theo hình số 8. Hình số 8 một cái dây này cũng kèm theo rất là nhiều thân già luôn ạ. Hình số 8 này em bán với giá là 440.000 nhá. Hình số 9. Hình số 9 đây. Hình số 9 này trên thân già có 3 ki, à có 2 ki. Hai ki khá lớn, thêm một ki xíu xíu này nữa này. Đấy. Và kèm theo nhiều mắt ngủ lắm cô chú anh chị ạ. Thoải mái mà nhân ki nhá. Hình này thì em bán với giá là 500.000. 500.000 cho hình số 9 này nhá. Hình tiếp theo hình số 10. Hình số 10 thì cây này chắc là nó bị vướng ngoài chỗ nào đó. Nó ở trên rừng nó không có được cái vị trí đẹp để phát triển nên là hơi cong queo, nhưng mà thân hoàn toàn khỏe mạnh cô chú anh chị nhá. Đấy. Thân hoàn toàn khỏe mạnh thôi, không có vấn đề gì, chỉ là nó không ở cái vị trí đẹp, chắc bị vướng hay gì đó nên là nó hơi cong queo này. Cái hình này em bán với giá là 450.000, có một cây nhỏ trên này, kèm theo rất là nhiều mắt ngủ ở gốc này. Đây. Đây ạ, cái mầm này hình như là còn có một mầm dưới à. Đây, cái mắt ngủ ở gốc vẫn còn rất là nhiều đấy ạ. Cô chú anh chị thoải mái về kích nhá. Hình tiếp theo là hình số 11 này. Một cái dề rất là xinh, thân nù đẹp, khỏe, bản lá dày dặn nhá.
lá nhựa dày dặn như này em bán với giá 320 nghìn ạ. Tiếp theo hình số 12 là một cái dề ngắn thôi nhưng mà thực sự là vô cùng là có võ luôn. Ngắn nó chỉ khoảng tới bao nhiêu nhỉ? 20 cm đổ lại thôi. Mà cái thân của nó, độ nù của nó thì gần bằng cái ngón tay cái của em luôn. Thực sự một cái cây nù rụt như thế này không quá là hiếm luôn cô chú anh chị ạ, không có nhiều đâu. Đấy, cái hình này em xin phép giao lưu với cô chú anh chị với giá là 350 nghìn cô chú anh chị nhá. 350 nghìn cho một cái dệt quá là tuyệt vời như thế này. Thì thực ra những cái cây đẹp như thế này em nghĩ là người nơi khác chắc người ta sẽ phải bán giá rất là cao. À thôi, em bán giá như thế này thì cô chú anh chị dễ giao lưu cùng cô chú anh chị nhá. Hình 12 350 nghìn ạ. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo hình 13. Hình 13 đây nhá. Hình 13 này thì có 1 kiến, 2 kiến, 3 kiến, 4 kiến. 4 kiến và cây kiến này thì cũng rất là khá là dài đẹp rồi nhá. Hình này em bán với giá 300 nghìn 4 kiến ạ. Hàng kiến rừng người ta cũng đã bán mỗi một kiến, à kiến vườn ạ, người ta cũng đã bán mỗi một kiến 100 rồi. Đây là hàng kiến rừng, mặt hoa sổ số mà với giá 4 kiến có giá có 300 nghìn. Cô chú anh chị biết rồi, giá rất là rẻ, cô chú anh chị sưu tầm nhá. Hình tiếp theo hình bên này là hình 14. Có chỗ này 2 kiến này, 3 kiến, 4 kiến, 5 kiến. 5 kiến tất cả cô chú anh chị nhá, 5 kiến này với giá 300 nghìn. Đó, 300 nghìn ạ. Hình tiếp theo hình 15. Hình 15 với giá 280 nghìn có 4 kiến, 1, 2, 3, 4 kiến, trời ơi. 4 kiến 280 nghìn quá là rẻ luôn này. Đấy. Hình tiếp theo là hình số 16 ạ. Hình số 12 có tất cả 8 kiến của chú anh chị nhá. Nhưng kiến nó sẽ nhỏ hơn đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 kiến nhá. 8 kiến mini em bán với giá 8, 9 kiến gì đó. Em bán với giá là 390 nghìn. Tức là mỗi một kiến này thì chưa rơi vào 50.000 đâu ạ. 390.000 to cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kiến mini cơ. Đấy. Tiếp theo hình 17 này. Hình 17 em có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. 6 kiến tất cả với giá là 300.000 nhá. Hình 17, 300.000 ạ. Hình 18. Hình 18 với giá 300.000 cũng có 1 kiến này. Một kiến, ôi kiến này thì nó mất cái đầu ngọn đi một tí xíu rồi nhá. Chú ấy về đợi mầm mới đấy ạ. Một kiến, hai kiến này, ba, bốn kiến. Bốn kiến này em bán với giá là 300 nghìn nhá. Bốn kiến 300 nghìn ạ. Tiếp theo hình 19, một cái dề thân nù khá là xinh. Hình này em bán với giá 260 nghìn. Hình 20, 20 đây có hai kiến đẹp này. Em bán với giá là 220 nghìn ạ. Hình 21 cũng hai kiến rất là đẹp luôn. Đấy, hai kiến này rất là đẹp nhá. Kiến 53, 54 rồi cô chú anh chị nhá. Đấy, có thể năm nay lên cho hoa luôn rồi này. Hình này em bán với giá là 280.000. Hình 22 cũng là hai kiến nù đẹp, rất là khỏe đẹp luôn. Đấy, hai kiến này cũng là kiến 53 hết rồi cô chú anh chị nhá. Qua nó ở chỗ cần nên là nó còi thôi. 280.000 ạ. Hình tiếp theo hình 20. Hình 23 đây. Hình 23 có hai kiến này nó nhỏ hơn, em bán với giá 190.000 này. 190.000 cho hình 23 này. Hình 23 này em có hai hình 23 cơ. Hình 23 và hình 23A. Một kiến nù, thêm một cái kiến này nữa. Hai kiến xinh xinh này em bán với giá là 140.000 nhá. 140.000 ạ. Kiến năm thứ mấy rồi, cái này nù rụt luôn. Hình tiếp theo là hình số 24. 24 này là một cái thân nó mất mấy cái lá ở bên dưới này. Ở trên rừng nó có vị sâu cắn hay sao ấy, nhưng mà thân già của nó này, cô chú anh chị xem vừa nù vừa rụt như này nhá. Cái hình này em bán với giá là, kiến này em bán với giá là 140.000 nhá. 140.000 cho hình này. Hình 24A, đây là hình 24, còn đây sẽ là hình 24A. Hình 24A, một dề rất là xinh luôn. 180.000 này, 180.000 cho hình này. Hình tiếp theo là hình số 25. Hình 25 này em có hai dề. Lá, chất lá dày dặn rất là đẹp. Hai dề này em bán 290.000 nhá. Đấy, 290.000 cho hai dề này. Tiếp theo hình 26, hình 26 này. Mỗi dề này, đây, cái bản lá dưới rất là tròn như thế này. Chất lá dày dặn đẹp nhá. Hình này em bán với giá là 320.000 ạ. Tiếp theo hình 27. Hình 27 đây ạ. Hình 27 này với giá là 300.000 cô chú anh chị nhá. Hàng này thì ở chỗ cần nên là mặc dù nó đã năm thứ 7, thứ 8 gì đấy rồi, nhưng mà nó vẫn chỉ ngắn ngắn thôi. Ngắn ngắn thôi nhưng mà thân rất là mập khỏe này. Đấy, chắc chắn năm nay lên cho hoa luôn cô chú anh chị nhá. Và những cái thân như thế này cô chú anh chị về chăm gắn một tí phân thôi, em đảm bảo nó phát triển như là như thổ luôn đấy ạ. Hình này em bán 300.000 hình 27. Tiếp theo hình 28. Hình 28 này một cái dề rất là dài luôn này. Dề rất là dài luôn, khoảng trên 30 cm em bán với giá 300.000 nhá. Hình 29. 29 đây ạ. Một cái dề này
dài khoảng tầm 40 cm thôi. 40 cm rồi em bán với giá là 450.000 nhá. Hình 40, hình 30, đây hình 30 này. Mỗi rễ kèm theo nhiều thân già. Và cây đang độ mầm này đang độ phát triển rất là khỏe nhá. Hình này em bán với giá là 460.000 ạ. Và hình 31 này, 31 với giá 280.000. Ui. Hình này 380.000 nhá. 380.000 cho hình này nhá. Hình 31. Rồi sang bên này hình 32 sẽ là dáng hương đuôi cáo này, 32. Mỗi rễ cáo lá xếp V đi ạ. Rễ cáo lá xếp V đây nhá. Có 4 đầu ngọn. 4 đầu ngọn này em bán với giá, cái dây này em bán với giá là 200.000 nhá. 200.000 cô chú anh chị nhá. Đây ạ. Một dề trung gốc luôn đấy ạ, 400.000, à 200.000 thôi. À, tiếp theo hình số 33. Một cái dề một cây mẹ con. Đấy, một mẹ và hai con lá xếp. Xếp rụt rất là đẹp. Đấy. Hình này em bán với giá là 200.000, 200.000 cho hình này nhá. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo sang hình bên này hình 34, hình 34 200.000. 200.000 cho 1 2 3 4 5 6 cây cáo xếp V đẹp như này nhá. Hình tiếp theo hình 35, hình 35 này em có tất cả là một cây này là cây mẹ con lá xếp này. Đấy. Hai và với ba ngọn rời bên này nữa. Toàn bộ cái hình này em cũng bán với giá là 200.000 là hình 35. Sang hình 36. Đấy hình 36 ạ. Là một cái lô rất là nhiều cây nhá. Lô rất là nhiều cây cáo lá xếp này. 1 2 3, đây cây này xếp V này, rụt rịt như này. 3 4 5 6 7 8 9 cây cáo xếp đẹp cô chú anh chị ạ. Quá là đẹp luôn. Hình này em bán với giá là 200.000, cũng 200.000 cho hình này. Tiếp theo là hình số 37. Hình số 37 này em có hai ngọn dáng hương đuôi cáo rất là dài luôn. Gọi là chân dài ạ. Cây này thì cây đây là cây đầu tiên này, cây bên này cây thứ hai nhá. Cây thứ hai này thì trước đây là nó ở trên rừng không biết làm sao nó bị hỏng mất ngọn, nó mọc lên hai cây con này. Và hai cây con vừa rồi cô chú anh chị có thể nhìn thấy nó đã cho hoa rồi cô chú anh chị nhá. Hình này, toàn bộ hình này em bán với giá là 140.000. Đó, 140.000. Hình tiếp theo hình 38 này, hình 38 này có một mẹ và có hai cây chân dài cô chú anh chị nhá. Nhìn cũng rất là đẹp đấy ạ. Hình này em bán với giá là 180.000, trong đó có một cây mẹ con, một cây đơn nhá. Hình bên này thì rất là nhiều cây luôn. Trời ơi, rất là nhiều cây như thế này. Hình này em bán cũng 200.000. 200.000. Quá là rẻ luôn. Giao lưu cùng cô chú anh chị thôi. Hình tiếp theo bên này làm cái rề xếp rất là đẹp luôn. Đấy, một mẹ và hai con lá xếp đẹp, bản lá dày dặn xếp rụt như này nhá. Hình này em bán với giá là 250.000 cho hình này nhá. Hình này là hình số 40, 250.000. Hình 41. Hình 41 này đây. Có một cái ngọn này không hiểu làm sao nó còn tách nhánh nữa cơ. Đấy ạ, cô chú anh chị xem này. Một ngọn này nó bị tách làm đôi. Vừa rồi thì nó cũng đều có hoa hết rồi nhưng rất là lạ mắt luôn. Cái thêm một ngọn rời bên này nữa, 200.000. À, ở đây em còn có một giò nguyên bản nhá, cáo nguyên bản duy nhất, hai ngọn lá xếp và nhiều cặp lá đẹp cô chú anh chị xem này, vòi hoa năm ngoái. Đây, hàng này hàng nguyên bản nhá. Có bao nhiêu cặp lá đấy ạ? 2 4 6 8 9 cặp lá luôn nhá. 2 4 6 2 2 4 6 7 8 cặp lá cô chú anh chị nhá. Một ngọn giáng hương đuôi cáo lá xếp. 8 cặp lá rất là đẹp như thế này, nhìn ngắm thân không đã rất là thích rồi. Một cây bên này nữa, cái giò này em bán với giá là 300.000 cô chú anh chị nhá. 300.000 cho giò giáng hương đuôi cáo này đấy ạ. Nguyên bản nhá, hàng này thì chắc là chỉ chuyển được bằng xe thôi chứ hoặc là chuyển gần thì được. Tại vì cái giá thể của nó khá là nặng. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng bên em đang có nhé. Và mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các cô chú anh chị. Và chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối thật là ấm áp bên người thân và gia đình ạ. Cô chú anh chị cùng xem lại cái lô cát. Cái mặt hoa quá là tuyệt vời, quá là yêu như thế này. Đây mặt hoa sổ số đây. Mặt hàng kg nhá.